Hello anh em, lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip phôi mai nha. Mời anh em vào sưu tầm ủng hộ. Thì hôm nay thứ tư anh em à. Thì một ngày nắng rất là đẹp. Đấy, mình lên clip lại. Anh em cũng biết rồi, mình bán phôi mai rừng bình thường, mình lên vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Cứ 8 giờ tối thì mình vào việc thôi anh em ơi. Anh em sắp xếp thời gian xem thời gian đó vô vào xem và ủng hộ anh em mình luôn nha. Đấy, đây nè anh em. Số phôi hôm nay mình lên clip nè. Được cũng hai mấy ba chục cây đấy. Đây anh em nè, mình thì đang làm may giống anh em à. Đấy, bây giờ phôi cũng sắp hết rồi. Đấy, phôi sắp hết cho nên giờ mình chuyển qua làm may giống nha. Mai đây là mai con anh em à. Rồi mình sẽ ghép mấy cái loại giống hoa đẹp búp đỏ đồ đồ của mình đó. Mình sẽ bán cho anh em làm giống chơi. Chơi hết phôi rồi giờ chuyển qua làm mai giống anh em. Đấy, khu vực này mấy chị này đang trồng mai nha. Đấy, vườn của mình nè. Vườn của mình thì vừa rồi mình ươm một số phôi thì nó lên cũng rất là đạt nha anh em nha. Đấy. Đang quay nè. Đây nè, chị này là chị Chanh nha. Chuyên trồng mai nha. Hello anh em cái chị Chanh. Đấy. Vậy vườn ngoài kia cũng ok nữa. Ngày nay cũng đang phát triển nha anh em. Đấy. Vườn mai đấy anh em. Ở trên vườn bên kia nữa. Nói chung mình nhiều vườn. Đấy, số này mình mới ương nè. Đây, nó phát triển ok nè anh em ha. Phát triển ok đấy. Này. Cái này đẹp quá chứ. Thằng lắc cốt lắc. Bên này có một mớ cây mới trồng đây mà phát triển đã. Mới trồng à. Đấy. Đây cây này hôm bữa mình trồng mình cũng có lên clip cho anh em coi nè. Cây này thì em có bán cho ông anh nhờ ủ lại lên nhiều mà anh không nhận nữa. Giờ mình làm mình trồng luôn anh em. Đấy. Nhựa thì lên rất là sung anh em à. Mà nó chưa bắn mầm. Anh em coi nhựa nè. Rất là sung. Cái này mình ủ lên nhựa rồi mình mới trồng. Cây này trồng lại cho khách nè. 23 tháng 11 mã số 30. Ngày 23 tháng 11 năm ngoái. Giờ cũng 4-5 tháng rồi. Lâu rồi chứ. 6 tháng nè ha. Lên rất ok. Chuẩn bị giao cho khách anh em à. Đấy. Đây cái rễ mai. Hôm bữa mình ủ lên nhựa hết rồi. Mà mình làm biến trồng quá còn để đây nè anh em. Tại vì nó không có đẹp lắm. Chứ nó đẹp là trồng rồi. Rất là sung nha anh em nha. Đấy, anh em cứ làm. Đó, mình ủ phôi mình nè. Mấy cây này là mình bán không được á. Giờ mình ủ mình trồng anh em à. Mình ngâm kích rễ. Ngâm kích rễ nè anh em. Rồi sau đó mình thùng ni lông lại như vậy. Rồi cỡ tuần sau mình đem đi trồng là được. Không cần kéo nhựa đâu anh em. Nói chung mình để kéo nhựa là do mình làm biếng á. Mình chưa chịu trồng á. Rồi ok anh em vào việc nha. Em này bá bật mầm nè anh em. Đấy. Thôi mình vào việc anh em nha. Số này đang ăn tập ăn nắng từ từ nè anh em. Rồi mình vào việc đây anh em ơi. Phôi này phôi đầu tiên nè anh em nè. Phôi này thì đế tạm được nha. Đế nổi mà tạm được thôi. Tại vì cái đế này nằm bên dưới lại rồi. Được hai nổi hai cái miếng đế này lên nè. Mà cây thì cây lùng lực anh em à. Cây nó có miếng thiệu chứa nước trong đây nha anh em nha. Cỡ 20 phân. Anh này là anh Covid. Covid hello anh em cái anh Covid. Hello anh em. Ừ. Rồi phôi đầu tiên anh em à. Rồi hoành luôn anh Tâm ơi. Cây này nhìn to lực lắm anh em à.
bên ngoài nhìn khá khủng. Gần 65. Cao 36. Bầu dài 59. Rồi, mời anh em sưu tầm ủng hộ nha. Chốt anh em. Rồi anh em ơi, lại tiếp tục một phôi nữa nha anh em nha. Một phôi đế đẹp. Bộ đế quá dữ luôn anh em ạ. Cây này cây trực lắc xuyên nha anh em nha. Đấy, cây có một miếng lũa thẹo đây nè. Cũng cạn thôi, lũa tới đây nè anh em nè. Đấy, chi giót đẹp luôn anh em ạ. Cây có găng nha. Nè, trên thân có găng nè, anh em xem. Đấy, nó có còn găng nè. Cây nghệ thuật đấy anh em ạ. Quá đẹp. Rồi, hoành đi anh Tông ơi. Hoành 55. Cao 55. Bầu dài 50. Cây đẹp anh em ạ. Coi chốt ơi. Dứt. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa anh em nha. Một phôi đế được nữa. Cây này thật sự bán rồi. Bán chúng ông khách trà nhãn anh em. Ông khách này đặt cho đã xuống điện không bắt máy anh em. Nói chung mình thì bình thường, nhưng mà những mẫu người đó người ta chơi không có ban lãnh anh em ạ. Thì không nhận thì bắt máy, nói anh không nhận hay sao đó anh em ha. Đường này điện cửa nào cũng không bắt máy hết đấy. Ôi, phôi này thì thật sự là nó bị bơm về nha anh em nha. Nhưng mà mình kiểm tra thì cây vẫn còn sung, vẫn còn tươi, cho nên mình lên mình bán lại anh em ạ. Cây đế rất là đẹp, cây nó có một miếng sẹo vô đây nè, lành hết anh em nha. Đấy, dàn chi bao mịn bao đẹp luôn anh em ạ. Rồi, hoành luôn, bao dốc ngọn luôn anh em nha. Hoành 39. Cao 57. Bầu dài 55. Chốt anh em. Rồi anh em ơi. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa anh em ạ. Phôi lùng lực tiếp anh em nha. Đế quá ok luôn, dễ nhiều nè. Đấy, đế khá ok. Cây này nó có miếng thẹo lũ cho đây anh em nè. Đấy, cạn thôi nha. Bằng một mắt tay của mình thôi. Đấy, dàn chi giót ngọn, 5 chi anh em ạ. Chi giót ngọn lùng lực đế đẹp. Đúng vào mẫu chơi luôn anh em ạ. Quanh đi. Cây khá ok anh em ạ. Coi chốt về chồng chơi nha anh em nha. Hoành 47. Cao 44. Bầu dài 45. Dứt. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa anh em nè. Cây này thì đục lên nhựa anh em nha. Cây bộ đế rất là ok. Đấy, rễ nhiều luôn anh em. Rễ được. Đấy, cây lên nhựa sung lắm anh em ạ. Cây có miếng thẹo lũ chỗ đây nè. Rồi, vành luôn anh Tông ơi. Vành 46. Cao 61. Bầu dài 45. Chốt anh em ơi. Dứt. Rồi anh em ơi, tiếp tục anh em nè. Một phôi đế được nữa. Đục cây quái nha anh em nha. Đế dễ nè anh em. Đấy. Cây có miếng thẹo lũ đây. Miếng thẹo lũ đây nè. Khoan từ từ. Cục lũa, này cục của nó đã mà nè, một chi bay ra đây, chi chụp lên. Rồi, hoành anh em ơi. Về đó. Hoành 44. Nước, tìm nước uống. Cao 33. Bầu tròn 40. Chốt anh em. Anh em sưu tầm ủng hộ nha. Cây quái anh em à, dứt đi. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa nè anh em nè. Một cây khá đẹp nha anh em nha. Cây này thì rất là lạ. Những cây này thuộc dạng cây quái lạ anh em à. Bộ cây nó có một cái bộ rễ rất là nhiều. Đế thì rất là đẹp. Đấy, đế nở nha anh em nha. Mà coi bụi rễ của nó nè. Phút đây toàn là rễ mai không anh em. Một chùm luôn, nùi luôn anh em à. Cây này lên nhựa rất là sung. Đấy, nhựa lên nè. Cây này nó có một cái cành, nó có một cái chi phóng xuống, phóng ra nó đánh rớt xuống này, là một cái tán vô đây chơi. Nhưng cây này cây lạ đấy anh em à. Coi mua về cho nó cái vườn mình nó có những cái cây lạ lạ chơi nha anh em nha. Ở dàn chi dốc ngọn hết, cây sạch không tì vết luôn.
chưa bôi keo chỗ này luôn anh em. Lát nữa làm chỗ này lại bôi keo vô cho nó kéo nhựa nha. Quanh cây đẹp lắm anh em, khá lạ. Vành 42, cao 47. Chi phóng này nhiêu? Chi phóng này là 49. Bầu. Bầu 43. Được không anh? Chốt cái này được. Chốt, được. Chốt cái dứt. Dứt. Rồi anh em ơi, tiếp tục một cây nửa thác anh em nha. Cây này thì mình lặt xuống mình chơi nửa thác được anh em à. Nó có chân dễ nè. Cây nó có mấy cái co dễ nè, bắp đùi rất là đẹp nha. Đấy, bên này nó một cái dễ bắp đùi nữa nè anh em nè ha. Cây thì trên thân nó có mấy lũa thẹo, lũa thép tới đây thôi anh em à. Da tớm hết rồi, chi giót ngọn đẹp luôn. Đó, cây này rất là đẹp nha anh em nha. Nửa chơi nửa thác được anh em à. Đấy, cây rất là lực. Có miếng thẹo mình đục chỗ đây nữa nè. Cây giót ngọn hết luôn. Quanh đi anh Tâm. Vào thăm số cho anh em coi chốt coi. Vành 48, cao 43, bầu bay ra 47, dứt. Bầu 43, dứt. Dứt anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em, một phôi đế ok nữa nè. Đế rất là ok nha anh em nha. Đấy anh em, đế rất là ok. Cây một cốt, cây trên thân có mấy miếng lũa thép, lũa thẹo nha anh em nha. Đấy, đây nữa nè. Nó mấy miếng lũa thẹo nha anh em nha. Dàn chi rất là đẹp. Cây một cốt chi đẹp anh em. Hồi quạnh luôn anh Tông. Đế đẹp, chi đẹp, một cốt. Giúp đi anh em. Quạnh 40, cao 76, bầu dài 37. Rồi tiếp tục một cây đa thăng nữa nha anh em nha. Cây thoát thăng một gan tay 20 phân. Cây bộ đế rất là đẹp. Đấy, cây bộ chi bao đẹp anh em. Cây có miếng thẹo chỗ đây nè. Miếng thẹo lũ nha. Đây bộ chi nè. Thao mà về chọn chơi nha anh em nha. Cây lùng lực, cây khá ok. Quanh luôn anh Tâm ơi. Cây này được lắm anh em à. Về dọn chơi đi. Cây quá đẹp. Quanh 42, cao 41, bầu dài 35. Rồi tiếp tục một phôi nữa anh em nha. Đế ok nữa. Đấy. Đế ok, cây co lắc lượng. Cây lượng nhẹ nha anh em nha. Cây có miếng thẹo lũ cho đây nè anh em nè. Đèn chi đẹp. Đấy, cây được đấy. Về làm tàn tự nhiên chơi anh em nha. Quanh. Cây đế chi hợp lý luôn anh em à. Quanh. Vành 28, cao anh, cao 64, bầu dài 41. Rồi anh em tiếp tục anh em một phôi đế ok nữa. Đấy, cây đế khá ok nha anh em nha. Chết chà, chỗ đây chóc miếng vỏ lên xong lột ra luôn, bôi keo lại. Đấy, đây có miếng thẹo lũ đây nè. Đây miếng thẹo lũ nữa nè. Hỏi dàn chi bao đẹp, cây chi phóng nha anh em nha. Đế đẹp luôn. Đấy, quạnh luôn anh Tông ơi. Anh cù vip ơi. Rồi, có mấy miếng lũ âm thăng nha. 37, cao 39, bầu dài 39. Chuốc anh em, dứt. Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa. Đế ok nè. Đấy, cây đế ok, cây có miếng thẹo đây. Nhìn chi đẹp anh em à. Chi đẹp nha. Đây có miếng thẹo đây nữa nè anh em. Rồi quanh luôn. Quanh 36, cao 34, bầu dài 35. Chút. Rồi tiếp tục anh em ơi, một phôi đế được nữa. Dễ được luôn. Đấy, cây có miếng thẹo đây. Một miếng thẹo đây anh em à. Mấy miếng trên thân nữa. Cây vàng chi đẹp. Đế đẹp, chi đẹp anh em nha. Cây khá ok đấy anh em à. Hoành đi anh Tâm. Được. Hoành 37, cao 41, bầu dài 39. Dứt anh em ơi.
Rồi anh em ơi, tiếp tục một phôi nghệ thuật. Đế đẹp mà nghệ thuật nữa anh em ơi. Dễ nè. Đây mưa chùm dễ chỗ này nha anh em nha. Cây này dàn chi khá nghệ thuật luôn anh em ạ. Cây này về là mua về là chơi luôn. Nó ra chi mịn hết rồi anh em ạ. Lùi về một hướng hết nha. Chỗ đây có miếng thẹo nè. Đấy, lùi về một hướng hết luôn. Chơi gió lùi luôn anh em ạ. Quanh. Cây quá đẹp, quá nghệ thuật. Quanh 32. Cao 39. Bầu dài 43. Dứt anh em, chút. Rồi tiếp tục một cây đa thăng nha anh em nha. Một cây đế ok, đế được. Đấy, về đế cũng được. Cây này bị sét đánh anh em ạ. Hồi xưa là một cốt xong sét đánh bùm hết. Rồi chỉ ra làm hai. Thẹo rồi, tóm hết luôn anh em. Liền lạc hết à. Liền lạc hết, chi đẹp, chi quá đẹp luôn anh em ạ. Cây, chơi cây đa thăng. Oanh. Quá đẹp. Hồi đó sét đánh trúng cây này mình nghe chết đùng luôn mà. Quanh 52. Cao 34. Bầu dài 43. Chuốc anh em ơi. Dứt. Anh em tiếp tục anh em. Một phôi đế rất là ok nữa. Đấy, đế khá ok luôn anh em nha. Đế quá vip. Đây có một hai miếng thiệu trên đây. Lũ nha. U dàn chi bao đẹp anh em à. Dàn chi bao vip luôn. Đấy, quanh luôn. Quanh 44. Cao 43. Bầu dài 47. Chút. Tục anh em nè. Một phôi đế ok nữa nè. Đấy. Đế khá ok nha anh em nha. Cây một cốt lên da bồ chi mịn nè. Bồ chi quá mịn luôn anh em. Về làm nhanh da cây. Tại nó không có thẹo anh em à. Cây sạch cây. Quanh. Cây được đấy. Quanh 33. Cao 45. Bầu dài 35. Dứt đi anh em. Anh em tiếp tục một phôi nữa nè. Một phôi đế rất là ok nữa. Đấy, cây dàn chi bao đẹp luôn. Anh em thấy dàn chi không? Bao mịn, bao đẹp, bao tê nha anh em nha. Cốt đẹp luôn. Quanh. Cây liền lạc không tì vết luôn anh em à. Quanh quá lớn. Ok. Quanh 27. Cao 47. Bầu dài 33. Chúc anh em ơi, tranh thủ anh em ơi. Rồi anh em tiếp tục một cây mini đế rất là đẹp. Ừ, quá được luôn. Cây đế ốp, dễ quá đẹp luôn anh em à. Ừ. Cây một cốt mà da vàng chi ốp. Cây này là da là chơi luôn anh em à. Thiệu có nhỏ, nó nhanh liền thiệu á. Vành luôn. Cây này đúng cây mini đế vàng luôn. Anh em nên sở hữu nha. Cốt lắc nữa nè. Đấy. Vành 26. Cây này để bàn chơi lùng lùng hơn em à. Cao 33. Bao. Bầu dài 29. Chúc anh em ơi. Tiếp tục anh em nè. Một phôi đế tạm được nữa. Cây có một cái lũ thiệu ngay đây nhỏ thôi. Dàn chi bao đẹp. Dứt. 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 Ghét. Dầm này coi mua đồ lên nó cũng không. 37. Cao 43. Bao. Bầu dài 38. Chút chút chút. Tiếp tục anh em, một phôi đế ok nữa. Dù, dễ nhiều. Ha. Cây đang lên nhựa ha. Chì đẹp luôn anh em à. Chì quá đẹp. Cây một cốt, cây này làm nhanh da tròn cây lắm anh em à. Quanh đi. Cây đẹp ghê không ơ. Cây này đáng để sở hữu đó anh em à. Quanh 34. Cao 64. Bầu dài 33. Dứt. Tiếp tục anh em ơi. Một phôi đế tạm được nữa. Cây đang lên nhựa nè. Đấy. Cây vàng chi mịn luôn. Tròn cây luôn anh em à. Lên nhựa rồi. Về với chồng chơi thôi nha anh em nha. Dứt đi anh em. Dứt anh em. Hoành đi anh. Hoành 33. Cao 39. Bao. Bầu dài 31. Chút keo. Anh em ơi, tiếp tục một phôi nữa anh em nè. Một phôi đế tạm được nữa nha. Cây một cốt da bồ chi đẹp luôn. Cây đang lên nhựa luôn anh em à. Đã lên nhựa rồi nha.
nhựa lên trắng rồi nè, cây sạch cây không tì vết, đế tạm được dứt. Vành 26, cao 55, bầu dài 32, dứt. Rồi tiếp tục anh em, một khôi đế tạm được nữa. Đấy, đế tạm được nha anh em nha. Cây chi được, cây đang lên nhựa nè. Đó, nhựa nè, trắng rồi. Cây có miếng thẹo lũ này nè. Quá đẹp luôn anh em à. Hoành luôn anh Tông ư. Đó, bật ống nước đây tưới giùm mớ mai con hả. Hoành 35, nắng quá. Cao 51, bầu dài 33, chuột. Rồi tiếp tục anh em ơi, một cây đế tạm được nè. Đấy, cây đế nở nha anh em nha. Nè, cây nở ra nè. Cây một cốt, cây này có mấy miếng thẹo trên đây. Cây lên nhựa, nhựa lên trắng rồi em nha. Cây dốc ngọn hết luôn, chi đẹp luôn, hoành luôn, chơi luôn, dứt luôn, mua luôn, bán luôn. Hoành 30, cao 40, bầu dài 35, dứt. Rồi anh em tiếp tục anh em nè, một vui đéo kìa, đu có cây mai con luôn nha anh em nha. Tặng cây mai con luôn. Tặng anh em luôn á. Cây đế được nha anh em nha, cây có miếng thẹo lũ này nè, dàn chi được, cây nhựa lên nè, full hết luôn. Trắng hết rồi. Về là chỉ trồng và đóng bo vô chơi hoặc là để zin cũng được. Vành anh em ơi. Vành 33, cao 50, bầu dài 45, chút keo. Rồi tiếp tục anh em, một phôi đế đẹp nè. Trời ơi, đế ơi. Đế được anh em à, tranh thủ nha. Cây vàng chi nè, mịn hết luôn. Cây này mà không chơi chơi cây nào nữa anh em. Cây sạch cây không tì vết luôn á. Cây này chi mịn hết rồi, thẹo nhỏ nha. Rồi, quanh luôn anh Tông. Anh này là, anh có biệt danh là anh Cồ VIP. Vành 33, thiệt không? Thiệt. Cao 58, bầu dài 34, chốt anh em, tranh thủ chốt dứt nha anh em nha. Rồi anh em ơi, tiếp tục một cây tàn zin nha anh em nha. Cây này thì đế cũng được nè, mà không biết dễ nhiều hay không. Đất trắng nha anh em nha. Cây rất là nghệ thuật, hoành cỡ mấy trăm anh em à. Ừ, hoành không đếm nổi không. Đế nè, biết không? Cây nè, lượng nha, để một cái tàn zin. Anh em nào mà thích chơi thì nên chơi gió lù luôn anh em à. Nên uống cái cành này hoặc là cắt bỏ chơi lù một bên luôn. Cây này là về trồng là Tết này có hoa chơi rồi anh em nha. Hoành luôn anh Tông ơi. Đục phải có nụ rồi mình biết nụ màu gì rồi cho nó hấp dẫn ha. Hoành bằng ngón tay cái trở lên chút. Bự hơn ngón tay cái chút nha anh em nha. Đấy. Bằng ngón chân cái đi. Cao. Cao. Cao cho nó hết cỡ luôn. Cao 65. Rồi, ok đấy anh em à. Tổng này dàn chi. Ừ. Dữ mà. Cây này trồng chậu 40 là đẹp. Tổng này dàn chi là 70. Trồng chậu 40 là đẹp nha anh em nha. Bầu tròn 30. Dễ nhiều nữa. Dứt anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em theo dõi clip luôn. Chúc anh em buổi tối tốt lành. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt anh em nha. Dứt.